Chào cô bà, cô chú con đi học. Let's go con. Cô chú anh chị, sáng nay trời lạnh nữa rồi mọi người. Mấy ngày nay trời buổi tối là âm độ luôn đó cô chú anh chị. Sáng ra là 1-2 độ ha, lạnh dữ lắm luôn. Hôm bữa là được 10 mười mấy độ rồi đó. Mà hôm nay tự nhiên cái xuống lạnh nữa nè mọi người. Mấy ngày nay là sáng ra có đá đóng ở trên cỏ luôn hả chị ha. Đó mẹ chứ à. Đưa Chi Chi đi học xong rồi Kim đi làm hả mọi người. Kim thấy có cái cô này đang dẫn cái con chó này, người ta gọi là guide dog đó cô chú anh chị. Chó này là được huấn luyện để dẫn đường cho những người khiếm thị, giống như là những người mù đó mọi người. Mẹ chồng Kim cũng ở trong một cái nhóm mà thường hay quyên góp và gây quỹ từ thiện để nuôi với lại huấn luyện những cái chú chó này để đem tặng cho những người khiếm thị đó mọi người. Vậy là đến rồi đó mọi người. Vậy là nó chỉ cho, quanh nó chỉ cho cô. Ở Anh Quốc thì cộng đồng người Việt của mình làm nail cũng rất là nhiều hả cô chú anh chị. Không có đông đúc bằng như là ở Mỹ. Tại vì dân số người Việt mình ở Anh cũng không có nhiều như ở Mỹ đó mọi người. Nhưng mà hình như là ngành nail ở trên thế giới á, đi nhiều nước thì người Việt của mình là đa số là làm nail nhiều hả cô chú anh chị. Nhiều người Việt giàu lên vì làm nail đó mọi người. Một người có nhiều tiệm nail ha, 2-3 tiệm cũng có. Rồi làm nail mà có thể nuôi cho con mình ăn học đại học nè, ra thạc sĩ tiến sĩ. Rất là giỏi mọi người, mua nhà mua cửa. Với lại nghề nail giống như là lao động phổ thông vậy đó cô chú anh chị. Không có cần trình độ học vấn. Những ai mà không có khéo tay ấy, mày cần cù, siêng năng, học thì cũng làm được mọi người. Chemicals that take us higher. The night.
Tới giờ cơm trưa rồi cô chú anh chị ơi. Hôm nay cô chủ cho ăn hình như cái này giống chả cá mọi người. Chả cá vẫn còn nóng luôn nè cô chú. Vẫn còn nóng luôn đó mọi người, rất là ngon thơm đó. Đây là canh cải. Có canh cải nấu với tôm, tôm tươi phải không? Ngon nhờ. Tôm này tôm to luôn á. Em ơi. Không bình thường đi mà. Có lấy tiếng không? Có, đang nói đó. Hết ngại nữa. Đây, nước tương em à. Nước tương có cái bát trái tim đẹp quá. Kim ở bên này đó cô chú anh chị, không có đi đâu á, cho nên là cũng không có quen biết người Việt nhiều mọi người. Từ khi mà Kim làm ở shop nail này nè, có nhiều người Việt á thì thấy vui hơn mọi người. Mỗi ngày được nói tiếng ngôn ngữ của mình nè, có thêm bạn Việt. Mỗi ngày đến đây làm thì thấy rất là vui. Mọi người ở trong shop này cũng rất là gần gũi, dễ thương. Nói gì? Kim Quỳnh cột sống chứ cây. Kim Quỳnh cột sống anh quá. Trời ơi, tới bữa nay mà cơ nó mới hỏi là biết nó. Nó vô tâm với chị cỡ nào rồi đó. Gọi xe thì gọi là ngay lên phận là cây với chị đó. Ừ. Từ năm ngoái tới năm nay luôn á cơ, là không được rồi cơ à. Mà chứ thầy thì chưa thấy đâu. Bây giờ còn không biết cái tên là cái gì nữa là chết rồi. Không được rồi cơ. Em út gì vậy là không được rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Hay lắm cơ à. Văn cây thì chỉ là đồ bất nắm trong cái biển ấy. Cái gì dữ vậy ông? Nói tiếng thiệt không á. Mà bị chập pin vào thì có thể cay thôi. Một tháng thì nhận một nghìn trên YouTube thì ở đâu ra một nghìn dạo này làm 300 rồi đấy. Dạo này bèo lắm em ơi, dạo này chỉ ít làm đúng không? Làm đâu ra, tao phải chịu view đây mà. Dạo này một tuần á, chị làm một cái mà nhiều khi mười mấy ngày chị mới làm luôn. Chị lười. Chị không biết quay cái gì á, chị không thể quay luôn. Thì ra cái đoạn họ bắt bởi để quay mấy cái điểm mà họ bắt bởi ra. Đấy, còn phải mấy cuộc mình sáng ra là mọi người bắt bởi đi làm. Đấy. Mà chiều bắt đầu tiếp, chiều để chiều về là lớn không quay. Hoặc là sao đó. Nói thì cũng có quay rồi mà không lẽ video nào cũng quay vậy thì kỳ quá. Mình cũng thay đổi địa điểm á. Địa điểm nha. Ủa thì có đây có hoạt động được đó thôi, cũng có nhiều đó thôi chứ việc đổi điểm là nó không. Thì chuyển sang con đường khác.
á. Kim đã về nhà rồi hả cô chú anh chị. Kim đang làm đồ ăn tối đó mọi người. Kim có mua nguyên một con gà luôn cô chú anh chị, gà mà người ta cho ăn bắp á. Xong rồi về bữa nay Kim cắt cái hai cái đùi hai cái cánh cho hai mẹ con Kim ăn trước. Xong rồi còn cái phần kia lại thì mình để tủ lạnh ha mọi người, để mai mốt mình ăn tiếp. Kim ốp cái nước sốt mà nướng thịt đó, lúc Kim mua ở Việt Nam qua đó mọi người. Cái sốt nướng thịt ốp cho thịt gà, xong rồi cho thêm miếng nướng mắm nữa là nướng là ngon như vậy nè mọi người. Chi Chi rất là thích ăn cánh gà, đùi gà hả cô chú anh chị. Hai mẹ con Kim là mê gặm xương gà đó. Còn ba Chi là không bao giờ ăn cái gì mà có xương hay là có da hả cô chú anh chị. Cho nên là cái phần của ba Chi là Kim mua cái ức gà, cái loại ức gà mà người ta tẩm bột chiên ở siêu thị làm sẵn đó cô chú anh chị. Vậy Kim cũng để vô nồi chiên không dầu, Kim làm lên cho nóng lại cho ba Chi ăn thôi. Bữa tối đã xong rồi, xin mời cô chú anh chị ha. Cái gà này nè, Kim mua được cái gà cho ăn bắp đó mọi người. Thịt cũng dai và thơm ngọt, nướng lên cũng rất là ngon hả mọi người. Nhưng mà không bằng gà ta ở Việt Nam đâu hả cô chú anh chị. Kim thấy người Tây bên này người ta ăn khoai tây chiên đó, người ta cho muối và giấm lên nữa cô chú anh chị. Còn Kim với Chi Chi thì chỉ ăn như vậy, xong rồi chấm với tương cà chua đó. Chị học bài này cô chú anh chị, đây là chị sẽ tự ghi cái gì si lần sau. Sợ y là si là sai rồi đó con à. How to spell si? Sợ gì? Mấy cái bé 5 tuổi này nè cô chú anh chị, tưởng nó là học ít hả mọi người. Bây giờ là viết thành câu rồi đó cô chú anh chị, tự viết câu và ráp những cái từ vựng mà có bốn cái chữ cái rồi đó cô chú anh chị. Kim thấy học cũng nhiều quá chứ. Jack saw the man and then the man gave him the beans. Right, and then what? Jack gone back to home. You know how to spell it? No. And then okay, next. And then Jack gone home, and then Jack showed the beans to his mum, and then even what? And then his mum getting the beans and throw them out in the garden. And then what happened? Con hỏi ngay là cái. In night time, the beans start growing and growing and growing and growing. And it touched the clouds. Okay. And then what? And then in the morning Jack saw the beans stuck, and then he climbed up it. He climb up. You know how to spell he climb up? No. You know? Nah, mày viết how to climb nè. How to spell climb, you know? Climb. Climb. C. Nói gì nữa? Climb. C. Lam. How to spell lam? L. L. Tối học bài xong rồi chuẩn bị đi ngủ mà hai cha con nhảy múa quá trời nè cô chú anh chị. Tony đang làm một cái list nhạc để cho ngày sinh nhật của ảnh đó mọi người. Mình có thuê DJ cho nhạc nữa cô chú anh chị. Bây giờ hai cha con chuẩn bị đi ngủ mà nhảy múa như vậy tăng động quá rồi sao mà Chi Chi ngủ đây nè cô chú ơi.